Tiếp theo đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin sinh hoạt liên quan tới buổi ra mắt của nhóm Care to Share ở North Carolina. Trần Việt xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay tại nhà hàng Đoàn thuộc thành phố Charlotte, North Carolina, hội Care to Share bất vụ lợi tổ chức buổi tiệc họp mặt tình thương nhằm gây quỹ vận động $8,500 cho hai chương trình lớp học tình thương ở Việt Nam. Theo chúng tôi được biết, hội được thành lập từ năm 1999 tại Ohio, nay lần đầu tiên lập chi nhánh tại tiểu bang North Carolina. Trong buổi gây quỹ này, chúng tôi nhận thấy rất đông đảo quý đồng hương, đặc biệt là những vị cao niên và các bạn trẻ tham dự. Điều này cho thấy sự quan tâm của những người Việt hải ngoại, đặc biệt đối với vấn đề giáo dục cho những trẻ em mồ côi, giúp cho những đứa trẻ lớn tuổi được tiến thân, phân phát quần áo, thức ăn cho các gia đình nghèo nơi hẻo lánh, chăm sóc sức khỏe cho các trẻ em. Sau đây chúng tôi có dịp tiếp xúc với ông chủ tịch nhóm Care to Share North Carolina. Ông cho biết về sự hoạt động của hội như sau. Dạ, thưa anh và quý khán giả, chúng tôi nhằm mục đích là mang sự hạnh phúc và những cái niềm vui với các trẻ em mồ côi và các trẻ em có khuyết tật ở Việt Nam, nhất là ở những vùng hẻo lánh như là ở Pleiku, Kon Tum và những cái vùng ở trên miền núi ở ngoài Bắc. Tại vì các em đều là những trẻ em rất là thiếu thốn, những cái gì mà những cái điều tối cần, những cái nhu cầu tối cần cho trong xã hội để mà mình được sinh sống, lớn lên, trưởng thành. Các em thiếu rất là nhiều, thiếu tình thương, thiếu thức ăn, áo mặc và nhà cửa, cũng như là sức khỏe các em thường thường rất là kém. Cho nên hội chúng tôi là chú trọng vào các em, trẻ em nhiều nhất. Thứ hai là chúng tôi cũng tìm cách để mà giúp đỡ các trẻ em lớn hơn, như là các trẻ em thanh thiếu niên mà ở Việt Nam mà ở cũng như là vùng hẻo lánh, họ không có cơ hội để mà tự tiến thân, thì chúng tôi có thể tìm cách giúp các họ như các em như vậy. Dạ anh, chúng cho biết là nếu mà đồng hương muốn giúp đỡ cho cái hội của anh thì họ phải dùng bằng cách nào? Có thể gửi thơ tới cái PO Box 1051 ở thành phố Troutman, ở tiểu bang North Carolina, và cái zip code là 28166. Chúng tôi cũng có số điện thoại có thể gọi là số 706-294-3685, là số điện thoại riêng của tôi, và có thể email caretoshare@caretoshare.org hay là johndoan1@yahoo.com. Theo chúng tôi được biết, sau đêm họp mặt tình thương này, hội đã đạt được thành công khả quan do lòng hảo tâm của quý đồng hương giúp đỡ. Sau buổi họp mặt, quý đồng hương được thưởng thức ca nhạc Lá Vườn do các anh chị em trong hội giúp vui. Trần Việt, tường trình từ thành phố Charlotte, bang North Carolina.